Đầu tiên làm định ngay quyết định đi Lạng Giang. Để đi lên đàn này nhá. Nếu mà bây giờ mà mình không làm mà mình bọc luôn cái răng sứ vào ấy thì nó kín lại thì về anh sưng đau ngay. Đấy thì bây giờ là anh sẽ phải điều trị đã. Điều trị tủy, hút tủy vào những cái chân răng này ra đã. Đấy. Xong sau đấy thì mình mới bọc được. Đấy và điều trị mình đi lại phải tầm 2-3 lần ạ. 2-3 lần thì nó ổn rồi thì đấy anh mới bọc được. Chứ không phải bọc được ngay. Nhá. Đấy còn về cái chi phí thì điều trị tủy ba cái răng này là 300 nghìn. Chúng ta xong rồi.